Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Thôi, anh đừng có buồn nữa. Mọi chuyện nó qua hết rồi. Mình biết muộn còn đỡ hơn là không biết. Mời vào. Chào anh, chào chị. Hôm nay anh Thiên Quân kêu tụi em qua đây là có chuyện gì? Suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Cô chưa biết chuyện gì à? Chuyện gì anh? Tự mà xem đi. Cái này là hồ sơ bữa trước mà Mai Hương kêu em đưa cho Minh Trung giùm đó chị. Úc Hiền, cái này là cái gì vậy? Cái này là báo cáo thị trường và các cái cửa hàng bên mình. Ơ à, cái đồ thị này là tháng trước chị làm nè. Nhưng mà tại bữa đó Mai Hương đưa em gấp lắm, em cũng không kịp mở ra coi. Chị Bích, chị bày trò đúng không? Nè, Út Hiền, cô đừng có ngậm máu phun người nha. Cô đừng có quen cái thói đó mà cô vu oan cho tôi nha. Em không cần biết. Em không làm gì phản bội công ty này hết. Ai tin hay không thì tùy. Chị tin em. Trần Thiên, trong cái chuyện này chắc chắn là Út Hiền đã bị gài bẫy rồi đó anh. Tất nhiên là phải tin Út Hiền rồi. Chị với Út Hiền là một hội mà. Mà Út Hiền làm vậy chẳng phải vì chị sao? Cô nói như vậy là sao? Đơn giản mà. Tại vì từ trước tới giờ cô lúc nào cũng ganh ghét với tôi. Cô không cam tâm cái chuyện mà tôi đến với Trần Thiên. Cho nên cô thông đồng với Út Hiền bày trò để mà hại anh Trần Thiên. Thứ nhất là để ông Cường Thịnh hủy cái hợp đồng. Thứ hai, để lộ thông tin bí mật của công ty. Hai người quá đáng lắm. Hai người ranh ma lắm. Chị thôi đi. Em không ngờ chị lại xảo quyệt như vậy. Uổng công anh Trần Thiên tin tưởng hai người. Bây giờ sao? Phản rồi anh à. Trần Thiên, Trần Thiên, anh nhìn vào mắt em, anh trả lời cho em biết, anh có tin tụi em không? Anh tin. Giờ bằng chứng trước mặt anh nè. Trời ơi, em thiệt là thất vọng với anh. Tại sao anh lại nghĩ như vậy được chứ? Mình đi về. Chị không được khóc. Hạng đàn ông này không có đáng. Đi. Lên đây Bích. Cảm ơn em. Nhờ có em mà anh không tiếp tục u mê. Anh đã nhìn lầm người rồi. Không có gì đâu anh. Chuyện này là chuyện em nên làm mà. Cũng may á là anh có những cái đó để mà anh tin. Chứ không chắc anh cũng tin lời họ nói luôn rồi chứ gì. Đến giờ phút này anh biết chính em là người tốt nhất với anh. Cảm ơn em. Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Em
lúc nào cũng ở bên cạnh anh, lúc nào em cũng sẵn sàng giúp đỡ cho anh, không bao giờ phản bội anh. Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Trời ơi, sao khóc hoài vậy con? Nín đi. Trời, tao vô trỏng tao làm công chuyện, tao đi ra mày vẫn còn khóc là sao? Bộ mày dư nước mắt lắm hả? Thôi mà chị, nhưng mà tức quá mà cô. Sao? Không có ngờ á, cái chị Na Bích đó chị lại bày ra những cái trò như vậy luôn á. Con Mai Hương là tiếp tay cho giặc đúng không? Được rồi, con nhỏ đó gặp tao, biết tay tao. Thôi chị Xuân đừng khóc nữa chị Xuân ơi. Khóc gì cái hiện người đó không có đáng chút xíu nào hết á. Làm gì mà khóc hoài vậy con? Con khóc cái kiểu này đó nha, là con mù mắt luôn đó. Cô, vụ đó nữa hả cô? Đó, khóc cái kiểu đó mà không có sao được. Có chị, có thiệt. Có mấy vụ lên báo luôn á, khóc rất là hư mắt mù luôn á. Đừng khóc nữa. Nín đi. Trời ơi, vì một cái thằng đó mà tự nhiên là sống trong một cuộc đời tăm tối sao? Đúng rồi, sự hy sinh này là không cần thiết chị ơi. Nín. Con biết rồi. Trời, biết rồi mà khóc hoài vậy. Thôi thôi mà, thôi mà. Thôi cô đừng có la chị nữa cô. Ông Hiền. Em nghỉ làm chỗ Trần Thiên rồi đúng không? Em bị đuổi rồi. Hay quá, quá tốt luôn, vậy là quá hay rồi em. Trời đất ơi, em bị đuổi, em bị vu oan mà anh mừng làm sao? Anh có bao giờ ủng hộ em làm việc cho cái người đó đâu. Nghĩ như vậy là quá tốt. Nhưng cái quan trọng là bây giờ bao nhiêu công sức của em bỏ ra nè, chị Lâm Xuân bỏ ra bị người ta phủi sạch hết trơn. Thôi em ơi, bây giờ phủi hay sau này phủi cũng vậy à. Trước sau gì em cũng bị phủi thôi. Bây giờ không lên A Bích, sau này cũng lên A Bác, lên A Búng là thế nào công sức của em cũng bị phủi sạch rồi. Chi bằng bây giờ em tự làm chủ đi, không ai hại được em hết. Có một bài tối ngày hát hoài à. Anh nói em nghe nè, bây giờ em về quán cà phê Chém Gió em làm lại đi. Em tự làm chủ vậy phải tốt không? Đúng không cô Thơ? Đúng rồi. Đi đâu loanh quanh chưa đời mỏi mệt. Hai đứa ở đây làm với cô. Uống nước đi chị, uống nước đi chị. Ủa em làm gì vậy Mai Hương? Hả? Thì em ghi lại, chị nói cái gì là em ghi chép lại hết á. Trời ơi, em ngu lắm chị ơi. Chậm hiểu nữa nên là phải ghi lại, đi về nhà có cái gì á rồi lãnh lãnh lôi la đọc cho nhớ. Em cũng biết mình ngu nữa hả? Trời ơi, biết chứ chị. Trời ơi, hồi đó đi học á hả? Em toàn hạng nhất không, mà nhất từ dưới điểm lên. Biết được cái khuyết điểm của mình cũng tốt, được điểm cộng là biết được khuyết điểm là tốt đúng không? Em càng nghĩ em càng tức á chị. Rõ ràng là em đẹp vậy nè, đẹp hơn Thiên Thủy nhiều luôn. Vậy mà anh Minh Trung vẫn chọn Thiên Thủy hả? Bực bội. Em biết tại sao không? Sao chị? Tại vì nó lạ. Lạ? Lạ làm sao chị? Là vậy nè, từ trước giờ á, chị Lâm Xuân, chị Mộng Phát với em đều là bạn gái của anh Minh Trung, đúng không? Không không, em chưa được, em chưa phải là bạn gái. À, thôi bỏ em ra. Chị Lâm Xuân với chị Mộng Phát, hai người đó, em nhìn hai người đó có đẹp không? Đẹp. Có sành điệu không? Sành điệu. Thì em cũng giống như hai người đó, cũng đẹp, cũng sành điệu. Cho nên á, là anh Minh Trung ảnh quen rồi. Khi mà anh Minh Trung ảnh tiếp xúc với con Thiên Thủy á, Thiên Thủy thì quê mùa. Ờ đúng rồi, quê thiệt á. Ừ. Thì tất nhiên là anh thấy lạ, rồi anh thấy thú vị, anh thích vậy thôi. Ủa, vậy giờ em phải làm sao chị? Em phải quê mùa giống như Thiên Thủy, thậm chí là quê hơn đi. Quê hả? Trời ơi, em thấy em quê lắm rồi đó. Em á, chỉ có cái giọng nói là quê thôi, còn lại là chưa có quê lắm. Hiểu không? Ừ. Vậy giờ em phải làm sao? Ghi vô. Là giọng nói là quê thôi, còn lại mọi thứ chưa quê. Ừ.
Rồi sao nữa chị? Rồi tới đó là em hiểu chưa? Rồi thì em về nhà em đọc lại em hiểu. Rồi chị nói tiếp nha. Ví dụ em đi vô một cái shop quần áo mà hai cái áo đó chất liệu vải như nhau, giống như chị nè. Nhưng mà cái vải này người ta may một cái áo kiểu rất là đẹp, rất là sang trọng. Một kiểu thì quê mùa, em sẽ chọn cái nào? Thì trời ơi, chọn cái đẹp, cái sang trọng, ai lại lấy cái quê mùa mặc chị? Thì đó, em với Thuyên Thủy như là hai cái áo đó đó, mà em cố gắng em làm sao để cho em là chiếc áo đẹp, anh Minh Trung sẽ chọn em hiểu không? À là em phải cố gắng giống Thiên Thủy để em làm cái áo đẹp, vậy là anh Minh Trung sẽ chọn em. Rồi hiểu rồi, để em ghi vô, phải cố gắng làm cái áo đẹp, Minh Trung sẽ chọn em. Rồi trời ơi, công nhận chị giỏi thiệt á nha. Trời ơi, number one. Để em ghi vô. Ê mà khoan đã, em có đề nghị này nè. Nữa hả? Đề nghị gì? Em có đề nghị là bây giờ chị làm sư phụ em nha. Sư phụ. Có sư phụ rồi nè. Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như có chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng người. Ok.